Mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh tin tức HTD News. Trong chương trình Thời sự Thế giới ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bản tin đáng chú ý sau đây. Cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo nói nước Mỹ cần những người lãnh đạo đặt lợi ích quốc gia lên trên. Mỹ, Liên minh châu Âu lên kế hoạch trả tiền Internet cho Ukraine. Belarus đưa quân đến Ukraine, nước cờ chiến lược hay quyết định rủi ro? NATO giúp Ukraine dằn bẫy lửa với máy bay Nga Và sau đây là những nội dung chi tiết Cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo nói nước Mỹ cần những người lãnh đạo đặt lợi ích quốc gia lên trên Vâng kính thưa quý vị, trong buổi phỏng vấn trên Fox News vào hôm chủ nhật với người dẫn Maria Bartiromo, cựu ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nói về mối nguy của những liên kết giữa chính quyền hiện tại và Trung Quốc. Ông Pompeo cho biết, tổng thống Hoa Kỳ và các thành viên gia đình của ông ấy và những người trong nội các có khách hàng ở Trung Quốc và có mối quan hệ sâu sắc tôi nghĩ chúng ta đang chỉ mới bắt đầu rút ra những sợi dây liên hệ nếu chúng ta không có những người lãnh đạo đặt người dân mỹ lên hàng đầu mà đặt những thứ khác như lợi ích cá nhân gia đình hoặc lợi ích kinh doanh trước kia hoặc bạn bè điều đó tạo ra những rủi ro rất lớn về an ninh quốc gia chúng ta cần các nhà lãnh đạo ở mọi cấp độ của đất nước tập trung đặc biệt vào việc đại diện cho những người mà họ đã được bầu để phục vụ ông nói thêm Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vào hôm Chủ nhật đã kêu gọi phát triển quân đội nhanh hơn, đồng thời tuyên bố không thay đổi chính sách của đất nước. Khi phát biểu khai mạc tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc, nơi ông dự kiến có nhiệm kỳ thứ năm của mình, ông Pompeo nói rằng Trung Quốc đã cố gắng trở thành siêu cường lớn của thế giới trong vài thập kỷ qua và chính quyền Trung Quốc đã ở trong một cuộc chiến kinh tế với Hoa Kỳ trong suốt thời gian đó. Ông cho biết chính quyền thời Donald Trump là chính quyền đầu tiên đối đầu với họ một cách nghiêm túc ông nói thêm tăng trưởng kinh tế của trung quốc tất cả đều do người dân mỹ chống lưng ông pompeo nói cách duy nhất để họ có thể phát triển là gian lận và trung quốc tìm cách cạnh tranh với những điều khoản về cơ bản là không công bằng đối với các công ty mỹ chúng ta cần những nhà lãnh đạo sẵn sàng giải quyết các vấn đề này về thách thức của họ ông pompeo cũng đã lên tiếng hôm chủ nhật về các cuộc biểu tình đòi quyền phụ nữ ở iran và gọi những người biểu tình là can đảm Họ rất mạnh mẽ, ông nói. Họ đang làm sáng tỏ những gì chế độ đã làm với họ trong rất nhiều năm. Tôi chúc họ thành công. Nhưng những mong muốn đó không đủ khi bạn có một chính phủ Mỹ về cơ bản đang đứng về phía chế độ. Mỹ liên minh châu Âu lên kế hoạch trả tiền Internet cho Ukraine Thưa quý vị, theo tạp chí Financial Times, Liên minh châu Âu đang cân nhắc về việc trả tiền cho dịch vụ Internet cho Ukraine từ vệ tinh Starlink của tỷ phú công nghệ Elon Musk. Ngoài ra, theo Politico, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đang cân nhắc làm điều tương tự. Trước đó, thì ông Musk viết trên Twitter, Mặc dù Starlink vẫn đang thua lỗ và các công ty khác đang thu được hàng tỷ đô la Mỹ, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục tài trợ cho chính phủ Ukraine miễn phí. Starlink gồm 3.000 vệ tinh nhỏ ở quỹ đạo trái đất tầm thấp. Dịch vụ Internet vệ tinh này đóng vai trò quan trọng đối với hệ thống thông tin liên lạc của Ukraine. Theo thông báo gần đây của tỷ phú Musk, SpaceX đã tặng khoảng 25.000 thiết bị đầu cuối Internet vệ tinh Starlink cho Ukraine. SpaceX cho biết chi phí của hoạt động viện trợ này đến nay đã lên tới 80 triệu đô la Mỹ, dự kiến tốn hơn 120 triệu đô la Mỹ cho tới cuối năm nay và sẽ tốn gần 400 triệu đô la Mỹ trong 12 tháng tới. Trước đó có thông tin SpaceX đã yêu cầu ngũ giác đài thanh toán cho các khoản tài trợ nói trên của Starlink. Belarus đưa quân đến Ukraine, nước cờ chiến lược hay quyết định trủi ro. Thưa quý vị, việc điều động và triển khai quân đội Belarus đến chiến đấu ở Ukraine có thể gây bất ổn cho chính quyền Minsk và nó sẽ là một tin xấu cho Moscow, Algeria bình luận. Trong 8 tháng qua, Belarus đã cố gắng tránh tham gia trực tiếp vào cuộc chiến ở Ukraine. Mặc dù nhiều thông tin nói rằng Minsk đã đóng vai trò là bàn đạp cho cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine, vào tháng 2 năm 2022, các lực lượng Nga được cho là đã tiến về phía Kiev từ lãnh thổ của Belarus. Minsk cũng đã hỗ trợ hậu cần, đường tiếp tế, chăm sóc y tế cho các binh sĩ Nga và các sân bay để tiến hành các cuộc không kích vào Ukraine cũng có báo cáo rằng các chuyến hàng xe tăng và đạn dược của Belarus đã thực hiện đến Donbass và Crimea. Nhưng đầu tháng này, thì Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã chỉ ra rằng đất nước của ông có thể tham chiến trong cuộc chiến Nga-Ukraine. Ngày 10 tháng 10, nhà lãnh đạo Belarus tuyên bố triển khai nhóm quân sự chung Belarus-Nga để đáp trả lời cáo buộc đe dọa tấn công từ Ukraine. Bước đi này cho thấy một sự gia tăng đáng kể của vai trò Belarus trong cuộc chiến cho đến nay. Tuy nhiên, việc tham gia trực tiếp vào một cuộc chiến có thể quá rủi ro đối với chế độ Minh và thậm chí đối với chính điện Kremlin và có thể quá khó để thực hiện. Kích hoạt học thuyết bảo vệ nhà nước liên minh Thưa quý vị, Điện Kremlin giờ đây có thể tuyên bố một cách hiệu quả rằng cuộc phản công của Ukraine ở khu vực Donbass và Kherson là các cuộc tấn công chống lại nhà nước liên minh Nga, Belarus, một thỏa thuận giữa hai quốc gia cho thấy sự hội nhập kinh tế và chính trị chặt chẽ. Học thuyết quân sự chung của liên minh này tuyên bố rằng bất kỳ hành động quân sự nào chống lại một trong các thành viên của nó đều là một cuộc tấn công vào toàn thể quốc gia liên minh nhóm quân sự chung belarus nga là một phần trong chính sách phòng thủ chung của nhà nước liên minh bằng cách tuyên bố triển khai ông lukashenko đã tuyên bố một cách hiệu quả rằng belarus đang ở trong tình trạng trước chiến tranh không rõ chính xác điều này có thể gây ra điều gì về mặt quân sự và lực lượng lớn sẽ như thế nào nhưng triển khai nhanh chóng mà ông lukashenko đề cập thường bao gồm đến việc đưa quân số lên mức đến tối đa tăng cường các hoạt động tình báo, thiết lập hệ thống liên lạc và tác chiến và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu cùng những thứ khác. Ngoài ra cũng có thể dẫn đến việc huy động một phần quân dự bị và đặt trong tình trạng báo động chiến đấu cho lực lượng bảo vệ lãnh thổ. Lực lượng đã tham gia các cuộc tập trận thường xuyên trên đất Belarus trong những năm gần đây. Hiện tại thì quân đội Belarus có khoảng 65.000 quân, trong đó có khoảng 20.000 quân là nhân viên hỗ trợ và sĩ quan, điều đó có nghĩa là khoảng 45.000 lực lượng chính quy tuy nhiên khả năng sẵn sàng chiến đấu của họ có thể không cao do trong thời bình chỉ một bộ phận quân nhân hiện có đang phục vụ tuy nhiên theo báo cáo của các phương tiện truyền thông việc huy động bí mật dưới vỏ bọc là để kiểm tra khả năng quân sự và khả năng sẵn sàng của quân đội có nhiều khả năng xảy ra các binh sĩ belarus đã bị cấm ra nước ngoài các chuyên gia quân sự ukraine cũng cảnh báo rằng ukraine có thể tấn công phủ đầu nếu phát hiện một lực lượng vũ trang di chuyển từ belarus và các mục tiêu của họ có thể bao gồm cơ sở hạ tầng quan trọng của belarus điều đó cũng sẽ ngăn cản ông lukashenko đưa quân qua biên giới theo bình luận của hãng thông tấn Al một dự thảo chung vẫn sẽ gây ra rủi ro chính trị cao cho ông Lukashenko. Cuộc chiến ở Ukraine đã không được công chúng Belarus quan tâm nhiều ngay từ đầu. Theo một cuộc khảo sát gần đây của Chatham House, chỉ 9% số người được hỏi ủng hộ về việc gửi quân đội Belarus tới Ukraine. Nếu ông Lukashenko điều động quân đội và gửi họ đến Ukraine, phương Tây chắc chắn sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt, thậm chí khắc nghiệt hơn, điều này sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế Belarus vốn đang gặp khó khăn, Al bình luận. NATO giúp Ukraine dăng bậy lửa với máy bay Nga Thưa quý vị, những hệ thống phòng không hiện đại của NATO như NASAMS hay iris -T có thể trở thành những bẫy lửa nguy hiểm đối với chiến đấu cơ Nga ở Ukraine. Mới đây, báo chí phương Tây đưa tin rằng Anh sẽ cung cấp tên lửa đối không tầm trung Amram cho tập đoàn Raytheon sản xuất. Dùng trong hệ thống NASAMS, hệ thống phòng không tầm trung đầu tiên của phương Tây được Mỹ chuyển cho Ukraine. Theo giới chuyên gia quân sự phương Tây, tên lửa dẫn đường không đối không M120 Amram có tầm bắn hơn 100 km. Nhưng khi tên lửa này được đặt trên hệ thống tên lửa phòng không NASAMS nâng cấp, tầm bắn của nó giảm đi chỉ còn một nửa, còn phiên bản cơ bản là 25 km. Được biết, NASAMS, hệ thống đất đối không tiên tiến Na Uy, là một trong những hệ thống phòng không tầm trung tiên tiến nhất được phát triển ở phương Tây cho đến nay. Đây là sản phẩm của liên danh hai nhà thầu Consport Defense and Aerospace của Na Uy và Raytheon của Mỹ chế tạo. NASAMS bắt đầu đưa vào biên chế quân đội NATO từ năm 1998 và đang phục vụ trong quân đội chính nước. Đây cũng là tổ hợp phòng không bán cơ động duy nhất được Mỹ đặt niềm tin và triển khai để bảo vệ không phận thủ đô Washington. Ngoài ra cũng đã có bằng chứng cho thấy chính các hệ thống NASAMS hiện nay đang bảo vệ Kiev. Nasam có khả năng tấn công nhiều mục tiêu từ trên không, từ máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng, đến tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Hệ thống gồm 3 bộ phận, radar AN, MPQ-64, Sentinel, tên lửa đất đối không tầm trung tiên tiến Amram và trung tâm điều phối hỏa lực FDC do tập đoàn Commerce phát triển. FDC có thể kiểm soát cùng lúc chính bệ phóng với 54 đạn tên lửa sẵn sàng khai hỏa. Đạn tên lửa NASAMS phiên bản cơ sở Amram có tầm bắn khoảng từ 25 đến 30 km với độ chính xác cao. Ngoài ra, tổ hợp này cũng có thể khai hỏa mọi mẫu tên lửa được dùng trên chiến đấu cơ NATO. Đặc biệt là FDC có thể giúp hệ thống vẫn hoạt động bình thường, ngay cả khi một số trận địa bị phá hủy hoặc ngừng hoạt động giúp tăng khả năng sống sót của trận địa phòng không trước những đoạn chế áp phòng không bằng tên lửa diệt radar từ chiến đấu cơ Nga. Phiên bản NASAMS-2 được trang bị cùng cảm biến quang điện tử, có thể cho phép phát hiện mục tiêu và khai hỏa tên lửa mà không đánh động cảm biến chống radar của đối phương. Mỗi tên lửa Amram đều có đầu dò radar chủ động, giúp bám sát mục tiêu ngay cả khi nằm ngoài tầm quan sát của radar dẫn bắn. Biến thể NASAMS-3 được trang bị tên lửa tăng tầm amram ER trong đó sử dụng radar và đầu đạn M120C-7 cùng động cơ tên lửa Dream 162 ASSM. NASAMS-3 cũng có thể khai hỏa đạn đối không tầm ngắn AM9X Sidewinder, trang bị đầu dò cảnh nhiệt chuyên đối phó tên lửa hành trình. Ngoài NASAMS, NATO hiện đang cân nhắc xem xét cung cấp cho Ukraine hệ thống tên lửa tối tân IRIS-T SLS do sản xuất Dienz. Defense tuyên bố, tên lửa dẫn đường Iris-T SLS có thể bắn trúng mục tiêu cách xa hơn 40 km ở độ cao hơn 12 km. Nếu được sở hữu Iris-T SLS, Ukraine sẽ có một trong những hệ thống phòng không có khả năng tốt nhất về phạm vi và độ cao. Nó được các chuyên gia phương Tây đánh giá là có tính năng tương đương với tổ hợp SA-11 Buk M2 của Nga, hỗ trợ đắc lực cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Hệ thống IRIS-T SLS được sử dụng tên lửa đất đối không được phát triển dựa trên tên lửa không đối không IRIS-T. IRIS-T là một chương trình do Đức lãnh đạo nhằm phát triển tên lửa không đối không tầm ngắn đến tầm trung để thay thế cho M9 Sidewinder của Mỹ. Hệ thống gắn trên xe tải có radar 3 tọa độ, radar 3D. Radar 3D có thể phát hiện máy bay ở khoảng cách là 120 km, tên lửa ở khoảng cách là 60 km, có khả năng theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc. IRIS-T được thiết kế để tấn công máy bay ném bom chiến lược, máy bay chiến đấu, trực thăng, tên lửa chống bức xạ, tên lửa hành trình, bom dẫn đường, máy bay không người lái và tên lửa tấn công mặt đất. Dell Defense cho biết, Iris T có khả năng cơ động cực nhanh trên đường, khả năng triển khai nhanh cùng với các cảm biến và tên lửa hiện đại. Nó cũng yêu cầu kiếp xạ thủ nhỏ ở mức độ tự động hóa cao, cấu trúc hệ thống linh hoạt, khả năng mạng và tính cơ động chiến thuật và chiến lược cao. Hệ thống này được cho là sẽ bổ sung những khả năng rất cần thiết vào kho vũ khí phòng không cũ kỹ từ thời Liên Xô mà Ukraine đã sử dụng để ngăn chặn Nga, đạt được quyền kiểm soát trên không. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hầm thư htdnews.btva.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được ủng hộ quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.